ba tin. Trước khi lên xe bông. Trước khi lên xe bông nha mọi người. Xe bông chứ phải xe lăn nha. Rồi đây đây. Ở nãy gì mà. Ghê quá. Tao quay tao đang khoảnh khắc mà. Đó gì đâu. Tao canh nó té đó rồi quay. Nó chưa té. Chữ V. Dốt con đi lùi đi, con đi lùi, con nắm tay dốt đi tới, hiểu không? Giống như con dậy nhảy khang vậy đó. Rồi. Đi từ từ. Đâu. Chương trình tiết mục. Cháu dạy cho gì đi. Canh hoài té mà không té. Té chồm về trước á, đừng chồm đằng sau. À, đi đi, dẫn giúp đi đi. Không, từ từ. Rồi con phải quay người lôi lại để cho Út nắm hai tay nó mới không có bị chối, đúng rồi. Rồi con nắm tay cho dốt đi, chân chui chân đi, con đi lùi á, nắm tay dốt đi lùi cho dốt đi.
nó trốn trong đây rồi, xe nó còn chui vô đây nữa. Rồi, rồi đây nè, đây nè. Đây nè, dốt, đây nè. Chữ V, chữ V. Rồi, điều khiển người, quẹo, rồi đi. Đi đi, quẹo quẹo. Quẹo từ từ thôi. Xong rồi nó rộng con đi con. Rồi buông ra cho dốc đi mình coi. Con kéo mạnh cho dốc đi rồi xong buông ra coi. Rồi buông ra đi. Rồi buông ra đi, con đừng kéo xa quá. Buông gần gần đây thôi, rồi quành lại đây đi, đừng có ra ngoài đó xe đông. Chị Út ơi, nhìn dưới bóng dưới bằng con luôn á Út ơi. Ừ, Út đâu cao đâu, lùn hơn con mà. Đi đường này nè, bên đây khó đi, tự nhiên đi ngoài đây không đi, đi vô đây. Có đèn chỉ bước. Đó, mới có đi kìa rồi. Nó chỉ người ta mà nó đi. Rồi, có phải buông dốt qua đột xuất vô. Rồi, con đi lôi đi, đúng rồi đó. Rồi, Tú Anh cứ đi lôi, Tú Anh đi lôi, đừng có nắm tay vô, kệ cha nó, kệ nó, kệ nó. Con cứ đi lôi đi, để tự dốt té, dốt đứng lên, dốt phải biết đứng lên mới được. Đỡ hoài, nó không biết đi đâu. Cái ông nội kia kia kim bồ đâu. Cái kim bồ đâu. Rồi kệ nó đi. Tự đi đi. Thôi ai đừng quay em ơi, quay em. Quay gì? Tú Anh xích ra coi, xích lôi để tự dốt tự đi. Đi đi. Đi lên trước á, đi mạnh lên. Đi để em cho dốt đi đi con để nó không còn cái răng. Tào lao. Thiệt nó bị hoài luôn á. Rồi rồi đi đi. Nó không hoàng á. Thì giúp cứ thắng ai rồi. Thắng ai rồi. Quần đầu rát. Mặc váy mà mặc quần đầu rát. Để tự dốt đứng lên, con đừng có đỡ, dốt phải tự đứng lên, dốt mới biết đi.
Đứng lên. Nè, kiểu như là dưỡng thủ cái bé gì đi rồi đó. Đúng rồi, đứng lên. Để chữ V liền, để chân chữ V liền. Té hoài nè. Rồi đi đi. Em đây đây xếp ra vô tập đó. Cán chân vô thui nha bà nội. Ừ. Đúng rồi. Để tự vô đứng, để tự vô đứng. Không đứng lên, đứng lên. Thì cái trục đá nó càng đâm vô đất dưỡng càng đau. Kệ, chưa lên xe bông cho lên xe lăn chứ tao. Đi về kìa. Thôi cho dốc về con tối rồi. Đâu không ba quýnh. Đâu không ba quýnh nữa. Bây giờ sắp là giờ sắp lấy chồng sợ ba quýnh nữa làm gì. Đâu, đâu. Đâu. Dốc cái gì vậy? Rồi để dốc gửi dài đi. Cái này mấy lần nữa. Ừ. Mấy lần nữa mới được. Quay